Ngay sau khi hội quân, chiều nay đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập trên sân của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khối lượng buổi tập ngày hôm nay tương đối nhẹ nhàng với mục đích lấy lại thể lực sau quãng thời gian nghỉ ngắn ngày. Cơn mưa dày hạt bất chợt chào đón sự trở lại của đội tuyển trước buổi tập. Tuy nhiên, mưa chỉ kéo dài ít phút nên cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của thầy trò viên Park Hang-seo. Sự hứng khởi là điều có thể cảm nhận rõ nét trong buổi tập chiều nay của đội tuyển. Trong đó, sự góp mặt của các gương mặt mới vừa được triệu tập bổ sung gồm thủ môn Nguyên Mạnh, tiền vệ Trọng Đại, tiền đạo Xuân Nam và Công Phượng cũng góp phần tạo nên bầu không khí tươi mới cho đội tuyển. Tất cả đều hướng tới những thử thách phía trước với tinh thần lạc quan nhất. Do các cầu thủ vừa trải qua quãng nghỉ nên ban huấn luyện tập trung chủ yếu vào nội dung củng cố nền tảng thể lực và sức bền. Các cầu thủ đang trong chế độ hồi phục chấn thương như Minh Vương, Đình Trọng, Tiến Dũng, Thành Trung tiếp tục tập riêng dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ đội tuyển.